bản quyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty cổ phần truyền thông Hòa Thủ. Tập 21. Đừng lo lắng. Vậy thì không sao rồi. Nhưng mà bà cảm thấy là hai người có vẻ khá hợp nhau. Nếu thông minh, nó sẽ không dám làm gì đâu. Bà còn nhớ con nói gì không? Những kẻ dối trá không bao giờ thể hiện bộ mặt thật ngay đâu. Bà biết mà. Vậy nên con cần phải cẩn thận hơn với ông ta đó nha. Bà biết lời dụ của bà con quan trọng với con như thế nào. Nhưng con có thể có một lý do khác khiến con muốn ở lại đây. Ba. Được từ rồi. Từ thôi ba. Chờ chút, cầm cái này giúp ba đi. Để không làm sao gì? Chỉ một lát thôi, ba muốn tập đi thử một chút. Khoan đã. Ủa, chờ ba... đã. Được rồi, chỉ cần một chút nữa. Đúng rồi, ba sẽ đi lại được thôi. Tốt rồi ba. Đau quá. Được rồi, cảm ơn ông trời. Nhưng mà ba, những buổi trị liệu đó thực sự đáng tiền thật đó đúng không? Phải, đúng vậy. Ba bác biết sĩ hiệu cũng quả nói đó. Là các buổi trị liệu của ba diễn ra khá là tốt. Ba biết, chắc chắn ba sẽ bình phục sớm mà. Vậy con không cần lo lắng. Ba sẽ tìm việc ngay sau khi đi lại được. Ôi ba không cần phải làm vậy đâu. Trước mắt ba chỉ cần tập trung phục hồi cái chân là được rồi. Nhưng mà con biết mà, ba rất trân trọng sự giúp đỡ của bạn bè con dành cho ba và còn cô Hớt nữa. Ba cảm kích nhất là Eloy đó. Ôi trời ơi, con biết không hả? Hôm nay ba đã khen Eloy trước mặt Rosalette. Ba, con xin lỗi nha. Làm từ từ. Xin lỗi ba, xin lỗi. Nhưng mà bà Hớt đã cấm ba không được phép nói chuyện của Rosalette rồi mà. Đúng vậy, nhưng mà ba nghĩ là có thể giúp ích được cho nó nếu như ba biết tại sao tên cảnh sát đó lại tìm Eloy, đúng không? Ba cá là con không nghĩ vậy, hả? Vậy cảnh sát đã nói gì vậy? Họ tới đây làm gì? Hả? Mục đích gì chứ? Không có đâu, tên cảnh sát đó chỉ muốn làm rõ một số chuyện. Tất nhiên là ba chỉ nói những lời tốt đẹp về Eloy để hắn không nghi ngờ gì hết. Ba giỏi mà đúng không? Ba nói gì với họ vậy? Ba nói với tên đó là việc Eloy đã giúp chúng ta sau khi ba gặp tai nạn. Chỉ là có vài chuyện tôi cần hỏi cậu ta. Tôi có thể hoàn toàn đảm bảo với anh, dù cho anh đang nghĩ gì về Eloy thì đó cũng là hiểu lầm thôi. Nó là một chàng trai tốt, thậm chí nó còn giúp tôi khi tôi gặp tai nạn đó. Thật vậy hả? Đúng vậy. Anh biết không, tôi đã bị xe tông đó, nhưng tài xế không chịu trách nhiệm cho việc mà hắn đã gây ra. Và còn nữa nè, tôi bị thương phải nằm viện, cho nên cô Hết và những đứa trẻ đó đã cố gắng cùng nhau làm việc ở khắp nơi để kiếm tiền chi trả viện phí cho tôi. Làm sao tôi trả được 110.000 chứ hả? Nếu không có Eloy thì tôi không thể nào trả được viện phí đâu. 110.000 là rất nhiều. Ba đã nói là Eloy rất trong sạch hả? Cái này rất phù hợp cho người phải dậy thật sớm để đi làm, đúng không? Mọi người có thể đeo nó để ngủ trên xe, nhưng mà mọi người phải nhớ là đừng có ngủ quên nha. Chịu gọi cho mẹ rồi đó hả? Mẹ ơi, con xin lỗi mà. Xin lỗi mẹ, con xin lỗi vì đã nói dối mẹ nha. Và không chịu nghe lời của mẹ nữa. Con chỉ không muốn mẹ lo lắng mà thôi. Mẹ rất vui khi nghe điều đó. Con, mẹ là mẹ mà. Mẹ lo cho con là chuyện đương nhiên thôi. Con không muốn mẹ lo lắng về chuyện của con thôi à mẹ.
Con không nên giấu vấn đề của con với gia đình như vậy, hiểu chưa? Mẹ biết là mẹ không phải là người hoàn hảo. Và với hai đứa con tuyệt vời thì mẹ không cần phải lo lắng và chăm sóc cho hai con nữa. Nhưng mà con đừng bỏ rơi mẹ nha con gái. Mẹ, đó là vì mẹ đã dạy chúng con phải biết tự đứng trên đôi chân của chúng con mà. Mẹ biết rồi con gái, nhưng đại quý có nói mẹ sẽ không bao giờ ngừng quan tâm khi mà con cái đã trưởng thành đâu. Vậy nên con à, hãy để mẹ tiếp tục chăm lo cho hai đứa nha, có được không? Hả? Mẹ, mẹ à, cho dù là sau này chúng con sống tới 100 tuổi thì chúng con vẫn rất cần được mẹ chăm sóc đó. Mẹ vẫn là mẹ của chúng con. Đừng có nói quá con à, con phải kết hôn nữa chứ. Mẹ, con muốn nói về chuyện khác đi. Lúc nãy mẹ có nhắc tới một người là đại quý phải không mẹ? Con tưởng hai người nghĩ làm bạn rồi chứ. Bọn mẹ vừa mới làm lành rồi Ali, con không được đổi chủ đề nha. Gì? Họ làm lành rồi? Đại quý thật là dễ thương. Đề cử đại quý làm ba dự. Bạn cũ hả? Vậy là từ bạn trở thành người yêu luôn. Không được. Nè, chỉ là bạn thôi. Là bạn. Bạn cũ, bạn cũ nha. Mà bạn bè, không có đâu, không có đâu ha. Bạn cũ, bạn cũ. Được rồi, bạn cũ. Thương con lắm. Con cũng thương mẹ. Ba em đã gặp Rosalette nói chuyện rồi về việc Eloy muốn làm luật sư và 110.000 và vụ tai nạn của ông ấy. Các anh có nghĩ là chúng ta sẽ bị tóm không? Ê, anh làm gì vậy? Thì đi đóng cửa tiệm không thấy hả? Anh đóng cửa nhưng còn khách hàng thì sao? Nè, bộ em không nghe những gì tốt nói hả? Rosalette đã biết hết mọi chuyện chúng ta sau khi mà nói chuyện với chú Ben rồi. Chắc chắn chúng ta sẽ ngồi tù cả đám. Anh à, hôm nay anh uống bao nhiêu cà phê vậy hả? Anh quên là Eloy đã lo chuyện đó sao? Đúng rồi đó, đúng vậy. Red nói đúng đó, vụ đó khép lại rồi. Ngay cả khi họ tìm ở những nơi khác thì họ không thấy bất kỳ hồ sơ nào. Ừ, thấy chưa? Thì ừ. Nè, vừa nhắc tới Eloy nè. Nè, Eloy gọi á là để cảnh báo chúng ta đó. Trả lời nhanh đi, ba em thực sự không biết giữ miệng rồi. Anh à, bình tĩnh lại đi. Sao ba của em? Anh bình tĩnh đi. Em nghĩ có thể bình tĩnh được trong lúc này. Được rồi, em sẽ nghe máy đi. Eloy, ba hớt vừa ghé qua đây. Tốt, ba ấy đi theo em đó. Em xin lỗi. Em cứ nghĩ là cẩn thận lắm rồi. Em làm hỏng chuyện rồi hả? Không, không sao đâu. Dù sao anh cũng thấy nhớ bà rồi. Thấy nhớ bà ấy hả? Em đúng là cháu trai của bà. Ờ, chờ chút. Có tin gì về đại quý Rosalette không? Ôi trời ơi, anh đã cảnh báo mọi người từ trước rồi mà. Ê, Lôi à. Ôi trời, không có gì đâu. Mọi thứ ổn. Em không cần lo lắng đâu ha. Được rồi, được rồi. Tôi cần nói chuyện với ông và cũng cần nói chuyện với Ali nữa. À, tôi nghĩ là họ ở trong phòng. Ali, Cousin, tôi cần cập nhật lịch trình của ông. Cousin đang ở đây, tôi ngửi thấy mùi thuốc súng, mau đến đây đi. Tôi đoán là cô biết về các lịch trình của ông, làm ơn thông báo cho tôi thật sớm nha. À, tôi xin lỗi Cousin, nhưng nếu là chuyện liên quan đến công việc thì ông ấy sẽ không nói cho tôi biết đâu. Được rồi, tôi cần nói chuyện với ông. Bây giờ ông ấy đang nghỉ ngơi mà, cô chỉ cần nói với tôi là tôi sẽ chuyển lời lại vậy thôi. Vậy khi nào ông ấy quay lại làm việc đây? À, ông không cho tôi biết về chuyện đó. Chuyện gì khiến cho ông bận rộn tới mức không thể đi làm được chứ? Cô Jean, dù sao đây là lần đầu tiên ông ấy nghỉ phép, vậy nên cô hãy để cho ông ấy tận hưởng đi. Wow, tôi ước là ông cũng sẽ làm như vậy mỗi khi chúng tôi xin nghỉ phép. Đừng nói lại với ông nha, tôi sẽ phủ nhận đó. Dù sao thì đưa cho ông ký tên đi. Tôi biết rồi cô Jean. Ê, tôi để ý rồi mà. À, để tôi làm bẩn cho. Thôi, dọn sạch bụi bẩn đi, mau lên. Đừng có quên làm sạch cái này nha. Chúng ta cần phải đảm bảo bức tranh cũng sạch sẽ đó. Nè, còn nhìn nữa đi. Chỗ đó, đúng rồi. Ê, tôi thấy rồi, thật sự tức giận lắm đó. Cô Jin đã nổi giận ngay khi bước vào nhà đó. Sao cô ấy lại giận dữ vậy?
À, cảm ơn nhiều. Ồ, nước tương. Cho tôi một chai nước tương. À, bà ơi. Hả? Con thú thật, con rất lo lắng cho anh Eloy. Có cảnh sát tới đây tìm anh ấy, nếu mà anh ấy gặp chuyện thì sao bà? Bà cũng lo cho nó lắm. Giá mà bà biết được nó đang ở đâu. Bà ơi, con biết là anh Eloy đang ở đâu đó. Nhưng mà bà nên... Bà chỉ muốn biết là nó sống ở đó có tốt hay không thôi. Con làm điều đúng đắn lắm. Không cần lo lắng đâu ha. Bà sẽ không nói gì với những đứa còn lại. Dạ, còn chuyện ấy lo thì sao bà? Bà thấy nó có vẻ vẫn ổn, nên chúng ta không cần lo lắng cho nó đâu. Bà có chắc không vậy? Ờ, nếu như ông ta có kế hoạch gì đó xấu xa thì sao? Đó cũng là điều bà đang lo lắng đây. Nhưng mà ít nhất là bây giờ bà đã biết được cháu trai của bà đang ở đâu. Bà có thể để mắt đến đó. Ngủ thôi, trễ rồi con. Về nhà đi. Cảm ơn bà hết. Tạm biệt. Dạ, bà ngủ ngon. Ngủ ngon. Con xin phép làm phiền ông. Đã đến giờ uống thuốc rồi ông ơi. Ông ơi, con thấy là ông đã cố gắng quá sức với mấy câu đố rồi đó. Ông nên thư giãn chút đi. Ồ, khi ông không làm theo lời con thì con càng nhằn ông. Bây giờ ông đang làm như lời con nói thì con vẫn càng nhằn. Con muốn ông làm gì đây? Con quyết định giúp ông sao? Con cảm thấy nhớ những lúc ông gắt gỏng như vậy đó ông ơi. Của ông đây. Ông ơi, cô Jin nhắn con đưa ông những thứ này nè. Con để ở đây nha. Vậy khi nào thì anh sẽ... Xin lỗi, tôi nghĩ là anh biết tôi đi vô chứ. Đáng lẽ ra anh nên bật đèn. Tôi không muốn bật đèn, chỉ vì tôi chỉ lấy nước thôi mà. Thế tại sao cô cứ đi theo tôi vậy? Tôi chỉ khát nước thôi, tôi không có khóc đâu. Vẫn thấy nhớ nhà. Một chút. Cảm ơn. Tôi đang cố gắng sửa xe sớm nhất cho ông có thể. Ông ấy có vẻ hào hứng được lái chiếc xe đó. Tôi hy vọng là xong sớm. Bởi vì tôi lo cho ông lắm. Nếu ông ấy bị trầm cảm, tình trạng sức khỏe của ông ấy sẽ trở nên xấu đi rất nhiều đó. Ali, cảm ơn cô vì đã chăm sóc bà của tôi lúc đó.
không có gì. Bà ấy tốt lắm. Sau khi mẹ tôi qua đời thì bà đã nuôi tôi lớn đó. Nếu anh có người bà tốt bụng thì sao lại vậy? Sao tôi lại thành ra như vậy? Sao vậy Ali? Cô có thật sự hiểu tôi không? Ngủ ngon. Ngủ ngon. Xin lỗi bà Helena, chúng tôi chỉ lo lắng. Đây là lần đầu tiên ông ấy mất thời gian quyết định. Có đúng là ông ấy bị bệnh không, bà Akaili? Anh trai tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng ông hiểu mà, chỉ cần chắc chắn sẽ làm ngay. Chắc có vấn đề gì đó thôi, nên anh ấy chưa thể ký giấy tờ ngay. Nhưng mà Helena, chúng tôi có quyền được biết tình trạng của ông ấy, vì công ty sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Chuyện xảy ra nếu ông ấy bị bệnh, ai sẽ là người lên làm chủ tịch đây? Chúng ta rõ ràng là biết ông ấy không có người thừa kế. Carlos, em gái ông ấy ngồi ngay đây. Bà Helena là người phù hợp cho chức chủ tịch mới đó. Ôi không, thôi mà, đừng nhìn tôi mà. Anh trai tôi không có sao hết đâu, hoàn toàn khỏe mạnh đó. Bên cạnh đó, tôi rất là bận rộn với CSR của chúng ta, Horizon Trend. Như đã biết, tôi hiểu mấy dự án đầy quan trọng với anh ấy ra sao mà. Tôi biết tầm quan trọng của mối quan hệ giữa công ty và quỹ Kalingap. Nhưng tôi hiểu lý do tôi được chọn cho dự án này. Vì anh ấy biết tôi hiểu được tầm quan trọng của các dự án này đối với anh ấy. Tôi cũng đã làm việc tại công ty này trong một thời gian lâu dài. Tôi đã được chứng kiến từng bước phát triển của nó. Nhưng với tôi, không ai có thể thay thế Hugo Akaili. Và tôi chắc chắn anh ấy nhất định không bỏ lỡ cuộc họp hội đồng cổ đông, đặc biệt là đêm tri ân của các cổ đông sắp tới nữa. Anh ấy đánh giá cao các nhà đầu tư mà. Soát trước mặt họ thì sao? Mình không yếu ớt, nhưng mình sợ cơ thể và đầu óc sẽ khiến mình thất vọng. Chào buổi sáng ông ơi. Ông đã sẵn sàng đi bộ sáng nay chưa ông? Kiểm tra. Dạ. Cho ông ba đồ vật. Ô tô, Sudoku, viết mực. Lát nữa hãy kiểm tra cho ông. Tất nhiên cô vẫn sẽ lo lắng rất nhiều cho Eloy. Nhưng đó đã có những thông tin quan trọng khi làm việc ở đó. Về cái gì? Không phải cái gì mà là một người. Còn nhớ cô gái mà nó từng gặp ở bệnh viện khi Miriam qua đời không? Gặp lại rồi đó. Ý cô là cô bé tóc xoăn mà nó đã từng kể về việc đưa nước đúng cho nó sao? Vậy. Ước gì con thấy được cách Eloy đối xử với con bé. Nếu như mà không có những người như Akaili thì giờ này con đã ở bên cạnh con trai con rồi đó. Chính xác là vậy đó. Điều quan trọng là con đừng lãng phí thời gian hiện tại mà con và Eloy có thể dành cho nhau. Cô biết việc đòi lại công bằng rất quan trọng, nhưng mà cô muốn nói, khi Eloy đến thăm con thì con đừng chỉ nói về vụ án.
Con trai con không còn là trẻ con Brett à. Một ngày nào đó, nó sẽ nghe theo trái tim hơn là lý trí của nó đó con. Và dù con có thích hay không, thì nó cũng sẽ biết yêu đương mà. Và cô tin tưởng con chính là người có thể dạy cho thằng bé những điều hay lẽ phải. Đó là lý do mà con cần ra khỏi đây. Luật sư Tortuga nói là có thể mất 2 tháng để đơn tạm tha của con được xem xét. Thời gian sẽ nhanh thôi. Ông ơi, con mang cho ông nước trái cây. Này anh Tino. Ồ, Eloy, cứ để nó đi. Cảm ơn em nha. Dạ. Ở ngay đó đó. Eloy, em biết chơi golf không? Em không biết chơi đâu. Môn đó chỉ dành cho người giàu thôi. Nhưng em chơi được bóng rổ. Ồ, trúng hả? Quay tiếp đi. Nhảy nhiệt tình lên. Phải, bước chân của cô. Ok. Cô là người muốn quay cái này mà. Cố lên cô gái. Nhảy hết sức đi. Có xe phía sau kìa. Như vậy hả? Vô mau lên. Là ai vậy? Ông chủ có hẹn sao? Không biết nữa. Ai vậy? Là bà Helena. Bà Helena. Dạ, chào bà. Chào bà. À, Ali đâu rồi? À, bây giờ cô ấy đang ở trong phòng với ông Hugo. À, sao vậy? Có chuyện gì tôi cần biết sao? Ý cô là anh tôi không bao giờ ra khỏi phòng có phải vậy không? Tại sao chứ? Có chuyện gì vậy? À, tôi không biết mà thưa bà. Tôi cũng vậy thưa bà. Ông ơi. Hả? Bây giờ ông có còn nhớ không? 3 thứ lúc nãy đó ông. Dĩ nhiên. Xe. Đúng rồi ông. Sư đô cư. Và viết mật. Rất tốt đó. Thấy ông không? Ơi Anna. Helena. Chào ba. Em đây rồi. Sao em đến mà không báo trước vậy? Em xin lỗi. Em chỉ lo lắng cho anh mà thôi. Có thật là anh đã bị bệnh không vậy? Helena, anh khỏe. Anh đang tận hưởng ngày nghỉ. Và anh hy vọng không ai quấy rầy anh vào lúc này. Anh à, em rất là xin lỗi. Chỉ là em đến đây để bàn bạc với anh về dự án của chúng ta thôi. Với bất động sản Toledo. À, bây giờ em là thư ký của hội đồng quản trị sao? Anh sẽ ký khi nào anh muốn thôi. Xin lỗi bà, thứ lỗi cho con. Ali, khoan. Dạ thưa bà. Bà không biết chuyện gì đã xảy ra trong nhà này, nhưng bà đã nghe mọi người truyền giao một lời đồn. Bà đã nghe nói con là bạn gái của anh ấy. Dạ. Nghe nè, bà không quan tâm đâu. Bà nghĩ anh của bà có quyền sống cuộc đời của anh ấy mà. Nhưng mà bà cũng biết một điều, con là người duy nhất có thể thuyết phục anh ấy tham gia sự kiện của các cổ đông. Vậy thì con nên làm đi. Ai vậy anh Tino? Là em gái của ông chủ. Con biết tầm quan trọng của ông ấy trong công ty này. Và nếu các nhà đầu tư biết được ông ấy bị bệnh thật thì... Bà ơi, ông ấy không hề bị bệnh đâu bà. Bà đâu có ngốc đâu. Bà rất hiểu anh của bà. Bà biết anh ấy đang giấu một cái gì đó. Nhưng mà bà... Rồi, được rồi. Làm ơn đảm bảo là anh ấy sẽ tham gia cuộc họp với cổ đông. Các nhà đầu tư phải thấy anh ấy khỏe mạnh bình thường. Bởi vì nếu họ bắt đầu tin lời đồn anh ấy bị bệnh thật thì anh ấy sẽ mất hết tất cả. Bà xin lỗi vì đã mất bình tĩnh.
bà chỉ mong là con có thể hiểu rõ. Dạ bà, con nhất định sẽ thuyết phục ông tham gia sự kiện. Chuyện gì vậy ba? À, không có gì đâu con à. Chỉ là có một chuyện, con thực sự không phải kiểu anh ấy thích. Và sau khi Olivia ra đi, bà không tin anh ấy có thể yêu thêm một ai khác. À, nhưng mà công bằng mà nói thì con không giống một kẻ đào mỏ. Chỉ cần chăm sóc cho anh ấy thôi, làm anh ấy vui, giúp anh ấy bảo vệ công ty. Dạ bà. Lần này đi quá đà rồi Alison. Nói thiệt là Ali, tôi vừa nói chuyện với bà Helena. Bà ấy nói là ông sẽ không thể tham gia cuộc họp, nhưng bà ấy cam kết với mọi người là ông ấy sẽ đến đó để gặp họ. Vậy nên đảm bảo trước 5 giờ chiều ông sẽ đến khán phòng để tham gia đêm tri ân cho các cổ đông. Ok? Được rồi. Bài phát biểu của ông đã có rồi. Nhưng thực ra có một thay đổi về hoạt động và các dự án tương lai của công ty. Tôi biết rồi cô Jean. 5 giờ chiều. Và 7 giờ có một bữa tiệc ở phòng khiêu vũ, là nơi ông sẽ thông báo đến cho tất cả mọi người về dự án Toledo. Cô Jean à, liệu ông ấy có thể chỉ cần tham gia phần mở đầu của sự kiện thôi được không? Và sau đó chúng tôi có thể về sớm được không? Ali, đó là truyền thống mà. Trong 20 năm qua ông chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ sự kiện hội đồng cổ đông nào hết đó. Vậy nên hiện tại mọi người đang suy đoán về việc ông vắng mặt. Vậy nên làm gì của cô và đảm bảo ông sẽ tham gia sự kiện, ok? Được rồi cô Jean. Mấy cái tiếp thị kỹ thuật số này rối quá. Mẹ, mẹ nên thư giãn chút đi. Có lẽ mẹ hơi quá tải rồi đó mẹ. Cần phải học cái này thật sao? Đúng vậy mẹ. Vì cả hai khuyến mãi trực tuyến và tiếp thị kỹ thuật số đều cần thiết cho cửa hàng Ali. Thật vậy hả? Bye mẹ. Cảm ơn con yêu nha. Được rồi. Chắc là mẹ phải trả lời những cuộc khảo sát này quá. Mẹ, mẹ không phải là người làm khảo sát này đâu. Mẹ cần phải đưa chúng cho khách hàng của chúng ta, rồi họ là người trả lời khảo sát. Nha mẹ. Thì ra là vậy hả? Ôi trời ơi. Mẹ hiểu chưa? Cảm ơn con chị nha. Chị và con đều rất tự hào về mẹ. Mẹ cũng yêu mẹ, con. Con đi đây. Bye. Cẩn thận đó. Yêu mẹ. Yêu con. Trời đất ơi, Mazi, cô đang làm cái gì vậy hả? Ba không phải Hugo Akaueli đe dọa ba không? Vậy nên chúng ta mới phải dọn đi. Luật sư đó và Hugo không liên quan đến quá khứ của chúng ta đâu cô trời. Bà biết chuyện của ba con quan trọng với con như thế nào, nhưng có thể có một lý do khác khiến con muốn ở lại đây. Ông ấy đang trải qua khoảng thời gian khó khăn. Ôi, Olivia, anh nhớ em lắm. Ông ơi, ông nhìn cái này nè ông. Trong hình này ông đẹp trai quá à. Không biết bao giờ con mới được nhìn thấy ông mặc đồ xịn như vậy nữa. Đẹp thiệt chứ, tiếc quá. Ali à, ông biết con đang làm gì rồi. Không, không đâu. Ông nhất định không tham gia sự kiện của công ty đâu. Cho em chút. Ali, sao cô phải ép ông ấy đi vậy? Bởi vì tôi đã hứa với bà Helena là tôi sẽ cố thuyết phục ông tham gia sự kiện lần này, dù chỉ là xã giao thôi cũng được.
Cô thực sự muốn thuyết phục ông sao? Tất nhiên rồi. Vậy thì nghĩ tới chiến lược của doanh nhân đi. Đối với doanh nhân mà nói thì phải đàm phán. Cho nên nếu như cô muốn ông ấy đồng ý tham gia sự kiện đó thì cô phải cho ông ấy thấy ông ấy được lợi ích gì. Không phải là chúng ta chỉ cần vui vẻ tận hưởng, nhảy múa thoải mái, diện những bộ đồ đẹp nhất và giao tiếp thôi hay sao? Con có cảm giác mọi người sẽ nghĩ con là bạn gái của ông đó. Vậy cũng tốt mà, cứ để mọi người nghĩ nhìn ông ấy kìa, ông ấy vẫn còn đẹp trai và phong độ lắm. Trời ơi ông ơi, giao tiếp hả? Nghĩ ra rồi, nghĩ ra rồi, nghĩ ra rồi, nghĩ ra rồi, nghĩ ra rồi. Không có gì đâu. Ông ơi, nếu như ông đồng ý tới bữa tiệc này á, thì con sẽ cho phép ông được uống rượu. Không. Ông ơi, ông biết cách làm khó con quá à. Con không còn cách nào khác nữa. Alo mẹ. Mẹ, con đang cần mẹ giúp con đây. Được rồi, cứ để cho mẹ. Ali, mẹ hiểu rồi, nhất định là được. Được rồi. Đại quý, không có ghi chép về tai nạn của tên Ben ở chỗ nào hết. Có vẻ linh cảm của anh đúng rồi. Có lẽ là hắn chấp nhận thỏa thuận gì đó thôi. Vậy thì chuyển qua điều tra việc là Ben Hamin từng làm gì cho ai. Trọng điểm là phải tìm ra được nơi xảy ra tai nạn. Đại quý, sao chúng ta không hỏi thẳng tên Ben đi? Tôi nghĩ hắn biết tôi là ai. Hắn ta tránh mặt tôi. Nhưng mà nếu như linh cảm tôi đúng, nó sẽ giúp chúng ta biết động cơ thật sự của Elodie Buha. Ông à, cần phải tìm người hàng cái sàn xe lại. Và phải ít nhất một tháng mới xong đó ông. Sao lâu quá vậy? Vậy là nhanh rồi ông. Nhưng nếu như mà ông muốn tăng tốc thì chúng ta vẫn có cách khác. Ông có thể thuê thêm thợ sửa xe tới đây, và sau đó nhờ họ đưa phụ tùng tới đây làm luôn. Vậy sẽ nhanh hơn. Được rồi, con cứ làm đi. Ông có niềm tin ở con lắm đó. Dạ được rồi, cứ để con sửa cho. Xin lỗi ông Akaili. Làm bạn nhảy của ông trong buổi tiệc được không ông? Không cần phiền con đâu. Ôi thôi mà ông, tại sao ông lại nỡ từ chối bạn nhảy xinh đẹp dễ thương như con? Ali à, có lẽ con không nhận ra, nhưng đó là một điệu nhảy đó. Con có biết nhảy hay không? Vậy thôi hả ông? Được rồi, con sẽ đi học ngay và luôn. Nếu con biết nhảy thì ông sẽ đi dự tiệc cổ đông với con, có phải không? Được rồi. Dù sao ông cũng nghĩ con học không có nhanh đâu. Cảm ơn ông, con sẽ đi học nhảy. Cảm ơn ông. Yeah. Nhưng trước khi ăn mừng, con nên để ý tới người này trước đi. Nó nhìn con mê mẩn rồi kìa. Cô
không biết là anh có thể im tới vậy luôn á. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên. Khoan đã, anh cho tôi ý kiến trước mà. Chính anh là người nói tôi nên cho ông lý do để tham gia đêm tiệc đó mà. Ờ, tôi biết. Nhưng mà cô hợp với kiểu đơn giản hơn. Tôi chỉ không muốn làm cho ông bị mất mặt thôi. Mấy buổi tiệc sang trọng đòi hỏi mình phải sang trọng theo.